Oh, animale. Kính thưa các anh chị phóng viên báo đài, cũng như là anh Lê Văn Hoa, phó giám đốc. Vâng, kính thưa quý vị cũng vừa xem xong một đoạn clip rất ngắn do ekip của ban tổ chức. Hôm nay tôi xem cái đoạn clip ngắn, bản chất cá nhân tôi cũng rất là xúc động và rất lấy làm tự hào. Vì thưa quý vị, trong suốt thời gian qua thì công ty Hoàng hậu Sài Gòn là đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàng hậu Việt Nam. Nay chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức thành công, tiếp tục và có sự đồng hành cuộc thi hôm qua, những năm qua, đơn vị VCT4, đơn vị Mercedes-Benz, hàng tài trợ chính thức, dịch vụ tài chính cho cuộc thi.
và rất nhiều đơn vị khác cùng chúng tôi, đơn vị tài trợ cho hãng hàng không, cho các thí sinh mà đồng hành với chúng tôi. Kính thưa quý vị, là cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ là có cái sự kiểm toán quốc tế, kiểm toán, và chúng tôi tin rằng với sự công tâm minh bạch của ban giám khảo và sự hỗ trợ bạch hóa toàn bộ quy trình chấm thi và để đảm bảo cuộc thi minh bạch và công bằng đến tất cả các bạn thí sinh. Và đây là điều mà cô cũng đã làm trưởng ban giám khảo trong hai cuộc thi gần nhất, và tìm kiếm được một gương mặt mới có thể tiếp nối được sự thành công của Hoa Hậu Phạm Hương. Thì mùa thi năm nay thì các anh chị phóng viên báo đài sẽ tiếp tục đồng hành với ban tổ chức. Tiếp tục. Tôi còn nhớ thời điểm này, một năm rưỡi về trước, thì chúng ta đã cùng nhau chứng kiến sự đăng quang của Hoa Hậu Việt Nam ở Hà Nội, nhan sắc của đương kim Hoa Hậu. Và trải qua một năm rưỡi thì tôi tin là thời điểm này livestream thì tất cả mọi người đều đồng tình với tôi là chúng ta gia kiểm toán cao cấp EY Việt Nam sẽ tham gia quan sát chấm điểm và kiểm tra việc tính điểm tổng kết trong suốt các vòng thi bán kết và chung kết. Xin cảm ơn ông Trần Việt Bảo Hằng và xin mời đại diện của EY Việt Nam sẽ cho cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam năm 2015, năm 2017 với chiếc vương miện Empower trị giá hơn 2,7 tỷ đồng cùng với hai tiara cho hai á hậu trị giá gần 2 tỷ đồng. Và năm nay chúng tôi hy vọng đã đồng hành cùng với cuộc thi năm nay. Cảm ơn rất nhiều. Đây là đơn vị đã đồng hành cùng với cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2008, 2015, 2017 cũng như các. Thưa quý vị, Mercedes-Benz Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các dòng xe du lịch tại thị trường Việt Nam với việc luôn thời trang denim cao cấp, cung cấp dòng sản phẩm denim chất lượng cao với những thiết kế sáng tạo và độc đáo hơn để mang đến những sản phẩm denim chất lượng cho người tiêu dùng Việt Nam. Đồng hành cùng với cuộc thi năm nay, xin cảm ơn rất nhiều. Và kiến trúc trang nhã, khi các người đẹp lưu trú tại Sài Gòn thì My House sẽ là sự lựa chọn hàng đầu. Thank you, Miss Shanti O'Hara, for sponsorship agreement. Please have your seats. Thưa quý vị, Vietjet Air là đơn vị vận chuyển hàng không chính thức của cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015-2017, và bây giờ là cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam Miss Universe Vietnam 2019. Thank you for coming. Xin quý vị, chúng ta cùng dành một tràng pháo tay để cùng chúng tôi cảm ơn các nhà tài trợ, được không ạ? Thank you, and you may return to your seats. Xin được cảm ơn các nhà tài trợ và xin được mời hoa.